Xin chào các quý vị khán giả của FPT Play. Quý vị đang theo dõi bản tin bóng đá Việt với những thông tin bóng đá trong nước mới nhất. Chiều qua, câu lạc bộ Viettel đã thi đấu trận bán kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á gặp Kuala Lumpur City. Dù thi đấu áp đảo và tạo ra được nhiều cơ hội, song trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút Viettel không thể tìm được bàn thắng trong 120 phút thi đấu và ở loạt sút luân lưu may mắn tiếp tục quay lưng với đại diện Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả của tiêu tốn đến 120 phút của khán giả, chưa kể thời gian dành cho loạt đấu súng. Vậy mà những gì Viettel FC dành cho người hâm mộ chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề. Bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup, đại diện Việt Nam đối đầu với đối thủ tới từ Malaysia, Kuala Lumpur City. Một đội thì tỏ ra là mình không muốn chơi bóng và nhường lại quyền kiểm soát hoàn toàn cho đối thủ. Đội còn lại thì thể hiện rõ rằng có bóng rồi, chơi ra sao lại là một vấn đề nan giải. Viettel FC không có những phương án để khoan thủng lớp bê tông chắc chắn được dựng lên bởi đại diện tới từ Malaysia. Đối phương dành phần đông cầu thủ của mình thủ vững trong khu vực 16m50, chống trả hiệu quả những đợt đánh biên mà đội bóng áo lính đã tạo ra. Bài miếng thì không thể hiện được nhiều. Những con người vận hành lối chơi mà thầy Bejiwon yêu cầu cũng đang ở điểm đáy về mặt phong độ. Pedro Paulo, Galvani, Hoàng Đức, Tiến Anh, Nguyễn Đức Hoàng Minh, thật khó để tìm ra điểm sáng của Viettel FC ở trong trận đấu này. 90 phút, rồi 120 phút trôi qua mà hai bên đều không có cơ hội để ăn mừng. Họ phó mặc số phận của mình cho thần may mắn. Trên chấm 11m, ở lượt sút thứ 7, chứng kiến cú đá hỏng của Bùi Duy Thường. Đó cũng là dấu chấm hết cho hành trình của Viettel ở tại sân chơi châu lục năm nay. Về mặt phong độ, trong 5 trận đấu gần nhất, họ chỉ có được cho mình 3 chiến thắng. Một cái kết buồn nhưng xứng đáng với những gì mà đại diện của Việt Nam đã thể hiện. Hai trận thi đấu giải trong nước vừa rồi thì bọn em không được giành chiến thắng. Tâm lý bước vào trận đấu này thì có hơi một chút nào đó e dè. Và mọi người ở trận đấu này thì mọi người cũng đã cố gắng hết sức và cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban huấn luyện đã đề ra. Và em hài lòng với trận đấu này với toàn đội. Và em nghĩ là hiện tại thì đội đang gặp một vấn đề trục trặc về hàng công. Tại vì mấy trận gần đây thì hàng công đang thiếu một chút may mắn và cũng như là dứt điểm chưa được tốt. Giải FC thì bọn em đã bị loại thì bọn em sẽ cố gắng tập trung V-League thì toàn đội sẽ đặt mục tiêu từng trận đấu một để cố gắng và thi đấu thật tốt. Hôm qua đúng là ngày buồn vui lẫn lộn với người hâm mộ Việt Nam. Nếu Viettel FC phải dừng bước ở sân chơi khu vực thì U16 Việt Nam lại có chiến thắng thuyết phục trước kình địch U16 Thái Lan. Qua đó ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022. Đội tuyển U16 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 cách thuyết phục trước U16 Thái Lan trong trận bán kết giải vô địch U16 Đông Nam Á diễn ra chiều qua tại Indonesia. Ngay từ những phút đầu tiên, U16 Việt Nam đã lập tức tràn lên tấn công. Phút thứ 30 của hiệp 1, Công Phương xử lý bình tĩnh rồi tung cú sút chìm hiểm hóc giúp U16 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Thái Lan mải mê dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các chân sút trẻ xứ chùa vàng lại không tận dụng thành công những cơ hội mình có được. Trong khi U16 Việt Nam lại tỏ ra lạnh lùng cho các pha dứt điểm và có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 do công của Trọng Tuấn ở phút 82. Đối thủ của U16 Việt Nam ở trận chung kết sẽ là U16 Indonesia. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò phục thù trận thua 1-2 ở vòng bảng. Đối thủ của U16 Việt Nam trong trận chung kết chính là U16 Indonesia, những người đã vượt qua U16 Myanmar 5-4 trong loạt sút luân lưu. Trong khoảng thời gian gần đây, đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ của hai nước liên tục gặp nhau và mỗi trận đấu luôn có thừa sự quyết liệt. Trước thềm trận đấu cuối cùng của giải, huấn luyện viên trưởng của U16 Indonesia đã có những lời chia sẻ trước truyền thông. Sau khi giúp U16 Indonesia giành chiến thắng nghẹt thở trước U16 Myanmar ở bán kết, huấn luyện viên của U16 Indonesia, ông Bima Sakti, tỏ ra đầy tự tin đội bóng của ông sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong trận tái đấu với U16 Việt Nam ở chung kết. Trả lời CNN Indonesia, ông Bima Sakti dù đánh giá cao bản lĩnh, tinh thần chiến đấu của U16 Việt Nam và kinh nghiệm thi đấu phong phú của đội tuyển sau khi có một tháng tập luyện tại Đức. Tuy nhiên, ông tỏ ra lạc quan và tự tin vào khả năng chiến thắng của U16 Indonesia. Ngoài ra, huấn luyện viên Bima Sakti cũng cho biết thêm, tiền vệ trụ cột của U16 Indonesia Muhammad Hanif đã dính chấn thương ở trận bán kết và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận chung kết với Việt Nam. Cuối tuần này sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm ở V-League giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội đầu bảng có thể quyết định tới cuộc đua vô địch, đây còn là trận đấu của hai câu lạc bộ có lượng fan đông đảo bậc nhất Việt Nam. Vậy nên không có gì khó hiểu khi những tấm vé vào sân đang được săn đón rất gắt gao, không thua kém gì những trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Với việc trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai coi như là chung kết của lượt đi, vé để vào xem trận này đang cháy. Câu lạc bộ Hà Nội hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 23 điểm, trong khi Hoàng Anh Gia Lai bám đuổi phía sau với 19 điểm. Do đây là trận đấu hấp dẫn nên vé lên cơn sốt. Câu lạc bộ Hà Nội cho biết ban tổ chức trận đấu phát hành tổng cộng 9.000 vé cho người hâm mộ, trong đó có 6.500 vé chiếm 70% được bán online và 2.500 vé 30% bán trực tiếp cho người hâm mộ. Tuy nhiên sau thời gian mở bán online, thấy lượng cổ động viên mua nhiều nên ban tổ chức quyết định bán tổng số 8.500 vé qua online thay vì chỉ bán 6.500 vé. Việc có nhiều cổ động viên mua vé dẫn đến tình trạng quá tải, câu lạc bộ Hà Nội phải ra thông báo về sự cố này. Cho đến hôm qua, toàn bộ vé online đã được bán hết sạch. Như vậy, nhiều khả năng sân hàng đẫy sẽ kín chỗ trong trận đại chiến giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Sau những lùm xùm ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia từng đề đạt nguyện vọng muốn rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định quay xe. Đây cũng là điều đã được người hâm mộ khu vực dự đoán từ trước. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bóng đá Indonesia PSSI Yunus Nusi thừa nhận việc ở lại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF vì muốn phục vụ công chúng. Sau nhiều tin đồn về việc PSSI muốn rời khỏi AFF, cuối cùng cơ quan này xác nhận sẽ tiếp tục ở lại. Đội tuyển Indonesia vẫn tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm thay vì chuyển sang Liên đoàn bóng đá Đông Á hay Trung Á. Trước đó, AFF đã ra phán quyết trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á không có dấu hiệu gian lận. Điều này khiến cho PSSI cảm thấy không hài lòng. Họ khẳng định sẽ họp bàn để xem xét nghiêm túc việc rời khỏi AFF. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia tuyên bố sẽ chính thức quay xe vì sợ công chúng không có gì để xem. Thậm chí, tổng thư ký của PSSI còn tuyên bố Indonesia ở lại AFC và sẽ phục thù Thái Lan cũng như Việt Nam ở những giải đấu sắp tới. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.